Hôm nay mát quá anh nhỉ. Hôm nay đẹp. Có xi si... đây xi si ở bên này anh ơi. Anh lấy xi si bên này. Và mấy độ mấy hôm nữa thì mình tiến hành bên kia nhỉ? Rồi ok. Đấy, chào 500 anh em đi. 500 anh em chào em nhé. Triệu được. Thấy không? Hải vỗ gì mà ghê thế?